Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với kênh Búp Bê Barbie trải nghiệm đồ chơi nha. Nhìn cái này là các bạn biết chị muốn giới thiệu về món đồ chơi gì rồi phải không? Đây là bộ banh bàn dành cho 2 tới 4 người chơi đó các bạn. Cái này không nhất thiết chỉ có con trai mới chơi được mà con gái cũng có thể chơi nha các em. Giống như chị nè, nhìn là muốn chơi thử xem thế nào rồi. Chút nữa lắp ráp xong chị sẽ chơi các em xem nha. Để lắp ráp được cái bộ banh bàn này á, các bạn nhỏ hãy xem hình hướng dẫn và làm theo thứ tự từng bước nha. Nhìn thì cũng là rất là đơn giản phải không các em? Nào, bây giờ chúng ta cùng mở hộp và tiến hành lắp ráp thôi. Vì hộp banh bàn này á được làm từ gỗ nên nó khá là chắc chắn đó các em ạ. Lúc chị cầm cái hộp lên á cũng thấy khá là nặng tay. Đây là những phụ kiện đi kèm theo hộp nè. Các bạn thấy có đẹp không? Tất cả đều bằng gỗ nha. Còn đây là cái mặt bàn nè các bạn, hay còn gọi là cái sân banh đó. Bây giờ chị sẽ bắt đầu lắp ráp đây. Đây là thủ môn và 2 tiền vệ của đội áo vàng, được cho là đội tuyển Brazil nha các em. Còn miếng đệm mút này dùng để tránh va đập mạnh. Còn đây là thủ môn và tiền vệ của đội áo đỏ, chúng ta cứ xem như là đội tuyển Việt Nam đi. Hàng tiền đạo của đội Brazil các bạn gắn ở đây nha, cho đối diện mặt với thủ môn và hậu vệ bên đội tuyển Việt Nam. Hàng tiền đạo của Việt Nam các bạn làm tương tự nhé. Đối diện với thủ môn và hậu vệ của đội Brazil nha. Các bạn gắn các miếng đệm vào các thanh nha. Còn vài bước nữa là chúng ta đã hoàn thành rồi. Vui quá. Cuối cùng thì chúng ta gắn 2 miếng này vào 2 bên là xong. Miếng này dùng để hứng chế banh khi banh vào khung thành nha các bạn. Yeah, cuối cùng cũng xong rồi. Đẹp quá các em ơi. Chất thiệt chứ. Bây giờ chị với anh Thịnh chuẩn bị chơi đây. Các em đoán xem ai sẽ thắng nào. Chị nghĩ á, chị sẽ là người thắng các em ạ. Chị rất tự tin vào chính mình. Trong bộ banh bàn này chúng ta sẽ có 2 trái banh nha các em. Bắt đầu chơi nào. Yo. Bên đây là bên nào của em? Trời, em cầm bên nào thì bên đấy là của em chứ đâu. Tới khung thành nào của em á? Khung thành nào của em? Khung thành này của em nè. Vậy hả? Ừ. Bây giờ em đá ở đây là đúng rồi, em đá về bên anh á. Trên đường đá bên em. Dương ơi. Yeah, 2-0. Được chưa? Thank you.
Còn vậy. Vàng nó mà không ra. Cầm hai tay nè, em cầm hai tay nè. Bắn đi đường này. Chọn. Nhiều không quá. Yeah. Thắng hoài à. Ê, yên dù. Hoài hợp quá. Vô vô. Ừ. Chơi đã vậy. Chưa gì hết mà. Nhìn đá hay quá. Nhìn đá hay quá. Thua hoài không chơi nữa.